vị, món ngon Thanh Hóa bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như nem chua, bánh gai, mắm tép, chắc chắn không thể bỏ qua một món ăn bình dị nhưng vô cùng hấp dẫn, thu hút mọi thực khách gần xa, đó là món chả tôm. Khác với các món chả truyền thống, chả tôm Thanh Hóa được làm từ 3 nguyên liệu gồm tôm tươi, thịt ba chỉ và phần vỏ bên ngoài thì được làm từ bánh phở. Hôm nay mời quý vị cùng tiếp tục du ngoạn ẩm thực cùng món chả tôm theo một cách mới mà đầu bếp của chương trình gợi ý quý vị nhé. Đấy rồi, những xiên chả tôm chín xèo xèo trên bếp nướng, dậy mùi thơm, màu sắc óng ánh hấp dẫn. Chả tôm Thanh Hóa chắc chắn là lựa chọn mà quý khán giả không nên bỏ lỡ. Miếng chả với vỏ bánh giòn rụm, phần nhân nhuyễn mịn, mềm tan trong miệng, vị béo của thịt ba chỉ kết hợp với vị ngọt của tôm và gấc tạo nên hương vị vừa quen thuộc vừa lạ miệng. Ăn kèm nước chấm chua cay ngọt, thêm chút rau sống nữa là càng ngon tuyệt. Mến chào quý khán giả của chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Quý các bạn thân mến, ngày hôm nay chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt sẽ giới thiệu quý các bạn một món ăn vô cùng lạ mắt ở vùng Thanh Hóa, đó chính là món chả tôm Thanh Hóa. Bây giờ xin mời quý các bạn hãy cùng vào gian bếp của Tinh Hoa Ẩm Thực Việt cùng đầu bếp Cường Thịnh thực hiện món ăn này nhé. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là tôm, thịt nạc dăm, trứng gà, các loại rau, dưa leo, đu đủ, cà rốt, su hào, xoài, rau xà lách và đồ chua ăn kèm, gấc, ớt, gia vị thông thường, hành tỏi. Nguyên liệu ngày hôm nay không thể thiếu đó chính là bánh tráng Tân Nhiên. Đây là loại bánh tráng siêu mỏng, có thể chế biến được rất là nhiều loại món ăn như gỏi cuốn, nem rán và chả giò. Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế đến phần tôm. Để rút ngắn thời gian thì mình đã bóc phần tôm và mình đã quết như thế này. Mình sẽ cho vào đây 200g thịt xay, cho tiếp vào trong đây khoảng 100g gấc. Tiếp tục mình cho vào đây một muỗng cà phê hành băm, một muỗng cà phê tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, một chút xíu muối, một muỗng cà phê hạt nêm. Sẽ cho vào đây một trái trứng gà. Trộn đều nguyên liệu này lên. Đối với món chả thì mình sẽ quết cho nó quyện lại, mình đập như thế này nè để cho nó dai. Món này á mình cho gấc vào để tạo được cái màu của cái chả tôm nó đẹp. Khi mình nướng á thì mình sẽ nhìn thấy được cái màu đỏ của giống như là màu cái gạch tôm vậy quý vị. Để cho phần chả được dai hơn á thì mình sẽ bỏ vào tủ lạnh khoảng 30 phút, sau đó mình sẽ đưa ra và quết lại một lần nữa. Tiếp theo thì mình làm đến cái phần nước chấm. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng những cái loại rau củ đu đủ, mình sẽ cắt hình vuông và cắt nhỏ ra. Tiếp tục là cà rốt. Tiếp tục là phần su hào. Phần nước chấm ở đây mình sẽ có là 40ml nước mắm, khoảng 80g giấm. Tiếp theo mình cho khoảng 50ml nước vào đây. Cho vào đây một chút xíu muối. Cho vào đây 60g đường. Mình sẽ khuấy đều cho nó tan, sau đó để nguội. Sau khi mình để nguội, bây giờ mình sẽ cho vào cái phần legume gồm có đu đủ, cà rốt và su hào. Cho tiếp vào đây một muỗng súp tỏi băm, một muỗng ớt băm. Phần nước chấm cũng đã xong. Tiếp theo mình sẽ gói chả tôm, và bữa nay sử dụng cái phần bánh tráng Tân Nhiên được gói trong cái bao bì thân thiện với môi trường này quý vị. Và khi mình mở bao bì thì cũng rất là dễ dàng quý vị. Ở đây có một cái phần họ đã thiết kế sẵn rồi, mình chỉ cần xé ra như thế này thôi nè. Đây nào quý vị, những cái phần bánh tráng nó được tạo hình thành một cái khối vuông rồi, rất là dễ dàng cho chúng ta khi mà làm các cái món cuốn, khi mình gói cũng rất là đẹp. Sản phẩm của Tân Nhiên được sản xuất theo quy trình công nghệ khép kín hiện đại, không chất phụ gia thực phẩm và đã được chứng nhận FSSC 22000. Tân Nhiên đã đưa đặc sản bánh tráng siêu mỏng đi khắp thế giới. Hiện tại Tân Nhiên đã có mặt tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Australia và Thái Lan. Phần chả sau khi mình để khoảng 30 phút, mình quết lại lần hai rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cuốn. Ở đây mình sử dụng cái phần trứng gà để mình quét lên một cái lớp lên bánh tráng, thì sẽ làm cho cái phần bánh tráng của chúng ta khi cuốn nó sẽ kết dính lại và nó không bị gãy. Tiếp tục thì mình sẽ cuốn cái thứ hai.
Và cứ như vậy mình sẽ cuốn hết các cái phần chả còn lại. Bánh tráng này quý vị, khi mình gói mình thấy nó rất là dai và nó không có bị dắt. Bên cạnh đó thì nó rất là dễ cuốn và chúng ta có thể nhìn thấy được cái phần nhân ở bên trong luôn, tại vì nó siêu mỏng. Mình sẽ dùng cái kẹp như thế này, mình sẽ kẹp nó vô. Cứ một cây mình sẽ kẹp khoảng 3 cái chả tôm. Đây mình sử dụng cái dây lạc mình gói để cho nó định hình ở cái mép đầu lại. Bây giờ mình sẽ cho vào lò mình nướng khoảng 10 phút nha quý vị. Và với món ăn này thì chúng ta sẽ nướng thời gian là 10 phút, nhiệt độ là 225 độ C. Và sau 10 phút thì phần chả tôm cũng đã chín. Bây giờ tôi sẽ lấy chả tôm ra và trang trí. Đầu bếp Cường Thịnh đã thực hiện xong món chả tôm Thanh Hóa. Đầu bếp Cường Thịnh đã sử dụng loại bánh tráng là bánh tráng Tân Nhiên. Quý vị các bạn có thể thấy được màu sắc lên rất là đẹp bởi vì bánh tráng mỏng, khi nướng thì sẽ rất là giòn. Món ăn này thì chúng ta sẽ dùng kèm với lại đồ chua, nước mắm chua ngọt. Bên cạnh đó còn có các loại rau thơm, một ít xoài và dưa leo. Với bánh tráng Tân Nhiên thì quý vị các bạn có thể mua ở các siêu thị như là Co.opmart, Sacha và đặc biệt là chợ truyền thống ở Việt Nam. Chúc quý vị các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn lần sau.